Hello mọi người nha. Hôm nay thì có vài anh em gọi là đến muốn thử sức cây trăm hai trăm ba mình để ở kia là mình hay bẻ trên lá chim ấy các bạn. Đây trăm hai trăm ba đây. Đó. Mấy anh em là muốn đến đây thử sức nên là hôm nay mình sẽ cho các bạn thử nha để xem là liệu có ai bẻ được không. Ok, là mười, hai, bốn mươi. Đấy, mỗi lần bẻ quay đây để 40, tối đơn giản 60. Đây bao nhiêu đây? 60 em. Đơn giản đúng không? Đơn giản. Em bao nhiêu cân? Em 55 anh ạ. 55 cân. 55 cân nhá mọi người nhá. Đây 80. Ui, này chắc phải ti rồi. Thử không ti nó được không? Thử không ti thôi. Đủ, không có lực. Ti. Đây này em. Miết miết sao chinh phục được. Anh không bên này đấy. Ui ơi, đơn giản. 80 easy. Quá đơn giản. Ti nó easy quá. Ừ. Cái này cái 100. 100 đen. 100 đen nhá, 100 bầu nhá mọi người. Ui cũng đơn giản. Ui. Ui ơi, cầm chắc rồi. Ui, rất nguy hiểm nhá mọi người nhá. Ok, giờ đến 100 vàng. Đây chết rồi. Ui. Hỏng rồi. Thôi hỏng rồi. Nghe nghe lướt luôn. Nghe quá một trăm. Tưởng tưởng là cái lực bật của cái đứt luôn. Mẹ may không à, đây 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 là nó cường lực thôi. Không không nghe không giá cường lực đâu. Trời ơi. Ơi. Toàn quá. Đây 100 vàng đây. 100 vàng nhá. Đấy anh cũng cười rõ rồi. 100 vàng các mọi người nhá. 100. Đây đây đây. Rồi. Ok. Quân luôn em một phát ăn luôn. Tổ bò ăn liền. Chạm tay ạ. Ok hay quá. Chạ, khỏe nha. Năm mấy nhỉ? 54 đúng không? 55 mình. 55 mà khỏe vãi. Ghê. Trông người bé bé thôi mà bẻ rất khét luôn. Là bây giờ lên 120 đi. 120 chim chết rồi. Bẻ bằng mọi kiểu, kiểu gì cũng được, cứ chạm tay là được. Kiểu tay, kiểu tay. Kiểu vòng. Tay thôi, đúng rồi. À, vòng vòng chân. Thử 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 cái này. Ừ, thử đi. Ok ok. Nào. Đúng rồi, đúng, đúng, kiểu tài sắp chạm một xíu nữa. Ui, ui. Chứ ơi, khổ nữa. Thôi lên 130 thử. Thất bại ở mức 120 nhá mọi người. Ok, chơi thử 130. 130 cũng kiểu tài cũng dễ thôi. Em ơi, nhớ đeo dây vào cho an toàn, không là bật nó rất là nguy hiểm. Tôi đang nạo vỡ điện thoại. Đang phải nguy hiểm, điện thoại vỡ thì còn mua cái mới được, còn người vỡ là thật hỏng đấy. Cẩn thận nha, cầm chặt vào. Ok, 130. Ui, cắm. Cố lên em một xíu nữa thôi. Người đâm lướt hết người. Người đâm không, 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 không về nổi. Ok, cảm thấy thế nào em? Khó khăn phết anh. Ừ, thất bại từ 120, 130. Ngày nào anh cũng bẻ mấy chục phát đấy. Ok, người tiếp theo vào. Một. Ok, 40 thành công. Đơn giản, 60. Easy. Đó, 7 đi em, 80. Không tì luôn. Đấy, được. Wow. Tì được nó giảm khác một thôi, có gì đâu. Ok. Anh vào, sắp được rồi. Hơi khó. Tì lùi được nguyên phát một rồi. Đấy. Khó khăn, cũng khó khăn. Ok. Ok. Xong 100 cân. Rồi. Rồi quay đây. Ok, 120. Quên lòng đào. Thử xem Đức Nguyên có chinh phục được không nhá. Em cần một cái khăn đúng không? Ôi đấy. Ôi. Ui lần này có vẻ ngọt đấy. Chân chân chân. Chân chân đè xuống em ơi. Đè xuống sắp chạm rồi, sắp một xíu nữa. Ôi, em thích bẻ cái gì cũng được. Đó. Chặp ba. Woo, hết sức đi em. Không được. Em hết sức rồi. Hết sức rồi. Thăng cả tay rồi. Ừ. 2, 3, vào. 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 Giới thiệu một người anh Chiến Đen cũng là một trong những nhân vật gọi là rất là sừng sỏ ở trong gọi là hội vật tay Việt Nam đấy mọi người nhá. Chuẩn luôn. Nào, cố lên anh ơi. Cố lên. Sắp vào rồi. Ui, ra sao một tí. Sắp vào rồi, sắp. Sắp chạm rồi anh ơi. Cố lên. Sắp rồi. Sắp rồi. Anh Chiến Đen. Cố lên. Ui gân tay. Ui.
đẩy sắp vào rồi anh ơi. Ôi đuối đuối. 85% nhưng mà cũng chưa được. Thứ ba. Phát này 90% anh chị ạ. Có lên anh. Ôi. Đúng rồi, anh cúi cả người xuống. Đè cả người xuống này. Sao thế anh? Đây, 130 nha mọi người. 130 nha. Chơi để xem anh Chiến là cong được đến đâu. Cong được bao nhiêu rồi. Anh phải khẳng định ăn được chứ. Ok, 130. Anh Chiến sẽ chinh phục theo kiểu tài K3 mọi người. Nào, vào đi anh ơi. Ui, 130. Ui, ui. Được đấy. Vào anh ơi. Không được. Để sát cái kia lên cao một tí, để tay lên cao một tí, xong một tí nữa cái khử tay anh mở rộng ra để anh đẩy cả tay trái vào nữa. Nào. Đúng rồi. Cố lên anh. Không được rồi. Không ổn à? Không ổn à? Thôi đặt lại chỗ cũ à? Ok mọi người nhá, thế vậy là anh em đã hoặc là thử qua hết rồi. Thế thì mọi người cảm giác thấy hai cây này như nào? Quá kinh khủng. Không cần nói nhiều đây. Không cần nói nhiều. Còn em thấy nào? Thì thấy 120 gần được nhưng mà 130 không ăn được. 100 thì đơn giản. Ừ đúng rồi, bởi vì là đa số nếu mà đã bẻ được 100 vàng thì gọi là khỏe rồi nhá. Còn lẻ 120 thì phải chắc phải vừa khỏe vừa luyện tập nữa thì mới được. Ok.